Đấy, lên đường. Lên đường à? Anh dạy ở cái trung tâm giáo dục thường xuyên. Ở dưới thị trấn Phúc Sơn ạ. Nhưng mà Phúc Sơn đi qua cầu Mai Lĩnh nhá, xong bắt đầu vào đường đôi. Và đường đôi à? Bắt đầu vào cái đường đôi rộng rộng ấy. Đi khoảng đi đến cái ngã tư to nhất ấy. Thì là anh phải cho em biết là ở đấy là cái anh tên đó là gì? Anh chỉ cho anh đi thôi. Cái tên là gì mà không? Thì là sẽ ra ngay. Các khu công nghiệp Phú Nghĩa. Mai Hồng Ngọc. Đẹp quá, đá nghệ thuật quá. Nè. Nhẹ thôi. Đuôi được vé bằng cái đũa đấy anh ạ. À. Hôm trước cây du của mày một cây tấp tấp như này này. Nó tầm này mới ép vào đây nó ra này. Chúc mừng quá cả. Chúc mừng hai bác. Ui, ui. Ui, ui. 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 Cây to anh ấy mà bảo nó to nhưng mà thích là nó lâu lắm để đá. Rồi. Vui đấy. Cuộn cuộn to lắm. Ok. Đấy, cây đấy xong rồi các bác nhá, khỏi hỏi nhá. Okay. Anh cứ để cho nhiều nắng vào nha. Cây này của bác nào trồng cái chậu đẹp thế. Chậu tàu mới. À, con dâu. Nhìn xe rồi nhớ ra, dâu chậu rất hoành tráng, si mũi đỏ. Nhiều hồng mai nhỉ? Bao tiền một cây bác? Cây theo, cây theo ông chủ đây. Đấy, cây đấy bao nhiêu? Một triệu, một cây to nhất này thì bao nhiêu? 3 triệu. Đấy, ừ, tóm lại từ 1 triệu đến 3 triệu. Rồi, 3 triệu. Có hàng 6-700. Có nhỏ nhỏ hơn thì đấy, nó loanh quanh 1 triệu đến 3 triệu. Hàng này 6-700. Anh em ra chợ xem. Mua nhá. Giá xin nguyên. Có cái gì anh nhỉ? Ngọc Mai. Vâng, đẹp lắm. Thì có người quây vào để đứng người quây. Cái này bao tiền anh? Hoa 2 triệu rưỡi. Hoa của nó đây đang linh sam. Không, không Ngọc Mai. Không Ngọc Mai. Không Ngọc Mai. Mai quả nó chín đỏ như quả ớt. Hoa của nó màu hồng. Cái tắc tán đôi chơi ca nổi. Mùi thơm dễ chịu. Cây rất là làm bonsai rất đẹp. Đứng đây rồi, quây vào. Cây của mình cứ vào bên ra. Muốn hiểu quá. Loạt hồng mai của các bác bán rong đấy. Đây. Còn đây là đây trung dâu rồi. Cây của trung dâu đây. Du. À, người Quế này hay đấy chứ. Người Quế được đấy chứ. Đây mini này. Cây của trung dâu quá nhé. Thích thì gửi số đang uống rượu trong kia kìa. Đấy. Bể bãi thì nó chỉ thế này thôi. Thân cốt nó rất là sạch và một cây bé nó rất là già và nhiều hoa. Nhiều hoa đang chuẩn bị nở hết rồi đây. Nở to là lại mưa to đây. Hồng Ngọc Mai ơi. Tí đá. Đây cũng một cây du nữa. Nói chung là đây là hàng giá rẻ nhưng tất nhiên nó cũng phải vài triệu đổ lại. Phần giá là gì? Đấy. Đây. Chẳng ra đây lấy tiền. Kinh quá nhỉ. Lại có sáng sớm lại lấy tiền kia xe kia. Đó. Tận đâu mà phải mua? Lên qua chỗ đèn xe đèn đỏ. À đi. Đèn nó vớ vẩy mấy lít.
vách, vách chân nuôi. Ra đây, ra đây quay cái cây của ông Viễn này. Cái này bao tiền bác ơi? 10 triệu. Cái lộc vừng này bao nhiêu? Đấy. 16 triệu. 16 này, con cây này. Còn 18 triệu. 18 triệu. Đấy, toàn cốt nuôi rất khá. Đẹp. Dạ, cốt cán rất ok. Cái này đặc. Đây, các ông gọi, các ông gọi, thích thì gọi số này. Đến cho nó nhanh. Còn cây kia là không kêu gửi nha. Không kêu gửi. Cái mặt trước nó đây. Đấy, toàn là năng liền cả thôi. Lộc vừng rất hẹp, rất là đẹp. Phiên trước tôi có quay rồi, mặt khá là sâu cây. À, nhìn mà, bác nhìn tưởng tượng nó như một cái bãi, sâu thiền nó như một bãi bùn, bùn mà đổ xuống ấy. Đấy. Đấy, anh quay giờ này có ông anh gọi, không biết quay đến đâu rồi. Bắt đầu từ cây lộc vừng đấy, 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5. Thôi cứ tạm gọi 5 thân đi. Cây này nó hơi dính vào nhau nhưng cũng là một tính là một thân được. Nếu như mà để cho nó lẻ thì là cứ tính 5 thân. Rồi. Một cái tay đấy sau có thể bẻ tách ra được. Tục vừng dễ lắm, rất là dẻo. Đấy. Cây này thì mới lên chậu. Còn sắc sơ lắm. Nhưng cũng chẳng rẻ đâu các bạn. Cũng chẳng rẻ đâu. Cái cây mặt sau của cây 10 triệu này nè. Cái đấy là cái cua nhỉ kiểu. Thân thì rất là đặc nhưng mà bệ thì ít. Rất đặc, bệ ít. Đấy. Thôi sang đây. Sang đây. À đây. Cương đây. Tí nữa vương vừa mới xe mình cương hay cường, cương hay cường mình lấn lấn cương mà đi 25 đồng mà hôm trước mới quay đây. Bây giờ mình mới thấy nó bắt cảm giác ở đất lên đúng không? Nhìn nó còn lem nhem còn mới. Nhưng mà khoảng độ 2 năm sau các bạn nhìn nó bè như nó móp những cái sẹo này lại, nhìn nó phê lắm. Tất nhiên phải nuôi các bạn. Bây giờ nó gọi là hàng đất. Hàng đất, hàng mới đất lên, một thời gian là trên chậu nó sẽ khác, da rẻ rồi bệ bãi nó sẽ khác. Ông chủ còn đang đi đâu á, chờ tí. Chắc khoảng 5-6 triệu gì đấy. Đây. À đây, Hùng Cương, Nguyễn Hùng Cương. Đây các ông ghi số nhá, tôi toàn đi quay trực tiếp này, tôi có
lưu số đâu, mà tôi cũng như các ông thôi. Nhiều ông mà tôi quay nhiều, các ông bây giờ xin số tôi mà bắt tôi xem lại thì chết. Tôi có bao giờ tôi xem lại video của tôi đâu. Số rồi nhá. Rất là minh bạch nhé, tôi giấu làm gì được. Qua là lúc nhiều lúc các bác gọi tôi bận quá tôi không xem lại được. Ngoài cái quay tôi đi làm bận lắm. Mà cứ đang đi làm các có một hai bố lại cứ hỏi số, rõ ràng là đọc rồi. Mà bây giờ tôi cũng chẳng biết nó ở cái đoạn nào mà tìm lại được các bác. Các bác chịu khó theo dõi rất nhiều video, cùng video này thì video khác về sẽ có số, vì là các bác ở chợ thì ngày nào bác cũng lên thôi. Đấy, cho nhỏ nhỏ thôi. Bé mà sáng sáng cây, sáng xuống, sức điện da rẻ sáng liền. Đấy, sau nó sẽ xị ra các bác nhé, nó không còn gầy gò nữa, xị, chảy ra, cái mũ mịn, lực nó mạnh, mạnh lắm, cắt đâu này đấy. Đấy. Này không biết cương bán bao nhiêu đây. Hơi sẹo nhỉ. Hơi nhiều sẹo, cắt sớm quá. À. Form dáng thì hay, form dáng hay đấy. Có nên quay cái mặt này là mặt chính không? Cũng hợp lý hơn, như này hợp lý hơn. Như này này, đấy, trồng nó đang bị chéo. Như này hợp lý hơn. Cây này nuôi cũng là một cây sao nuôi hay này. Quan trọng là bao tiền thôi. Và nó sẽ bè lại những cái sẹo này, mà nếu mà muốn bè nhanh thì buộc phải nuôi nhiều mầm thở thôi. Những cái này thì chợ hạn chế cắt. Đấy, form dáng là đẹp. Form dáng đẹp. Đấy. Phải nuôi cái này cho to, nó kéo ra đây này, lệch đây. Mặt chính mình sẽ chọn là mặt này với mặt bên kia là theo chiều này. Theo cái suy nghĩ của tôi là vậy. Đó. Tất nhiên buôn bán thì phải cắt gọn, người ta mới nhìn thấy cốt, người ta mua thì để ung tùm nó khó. Cái này mới đẩy vào hơi mong manh, đẩy gập tí nữa xem sao, đẩy gập xuống tí nữa. Ông ấy mượn xe tôi, ông đi đâu nhưng mà không hỏi giá được. Ok, đi nữa hỏi xong.